Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Whisper Supreme dọn kiển đẹp như hồn đến từ một dân chơi Hà Thành. Cái chiếc Whisper dọn kiển hôm nay là một trong những cái dòng Whisper Supreme độ mà chúng tôi ấn tượng nhất từ trước tới giờ. Hãy cùng chúng tôi nhìn ngắm cái con xe hôm nay, chắc chắn các bạn cũng không thể cưỡng lại cái sức hút của nó. So với các dòng tay ga đến từ Nhật Bản thì cái phần dây áo làm bằng kim loại của Whisper Supreme chính là yếu tố có sự cản trở cho việc nâng cấp cụm thắng. Bởi vì cắt gọt dây áo kim loại sẽ có phần khó hơn rất nhiều, đòi hỏi cái sự tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên người chủ bản đồ Whisper Supreme vẫn là rất là chất để nâng cấp cái cụm thắng Rainbow Asset 15. Một cái điểm nhấn đẹp mắt cho dòng tay lái chính là cái cụm thắng Rainbow Asset 15 cũng để sẽ đem đến cái cảm giác bóp phanh chuẩn hơn khi kết hợp cùng với những con heo hồi sức cao. Hãy thấm thắng đùm phía sau của chiếc Whisper hôm nay, chúng ta thấy được cái sự kiểm soát bởi cụm con kinh hand Avanza thời mới nhất. Số chứng minh những khúc kể có thêm nhiều cái hốc gió khi đồng học và cái logo kinh hand được nhấn mạnh trên cái bề mặt khúc tay gãy. Kết hợp cùng với cụm thắng Rainbow Asset 15 phía trên, người chủ Whisper hôm nay còn nâng cấp thêm cho con xe cưng cái heo thắng Rainbow Blitz Hybrid phiên bản nhì kèm bóng 7. Một cái lựa chọn vô cùng hợp lý, cái diện ngoài của nó trông rất là đồng bộ cùng với hai chi tiết dàn chân trước và cái càn của Maru và cái núm chỉnh của HBA của phục Holden. Cái dàn chân trước và chân sau cái bản độ Whisper hôm nay đều xấu cho mình cái phục Holden HBA hầm hố có điều chỉnh nhanh ở phần tải trọng, đáp ứng rất tốt nhu cầu cần đi một người hoặc đi hai người của người chủ chiếc Whisper hôm nay. Dàn chân hiện diện một cái sự độc đáo nữa, đó chính là cái bằng Maru W 223 cực kỳ hiếm người chơi và không dễ tìm kiếm thị trường Việt Nam hiện nay, tăng cái độc đáo cho toàn bộ tổng thể chiếc xe khi chúng ta nhìn cắm ở mọi kẻ góc độ. Cái dàn trước sau đều là cùng với phần đèn hậu đều được hiệu đến từ Levin 10 và có lối hiển thị rất đỉnh mắt cùng với cái dải đèn LED được bố trí hết sức gợi cảm và cực kỳ thu hút với cái sự chú ý thông qua cái đèn báo tín hiệu. Quay 105 nâng cấp cực đẹp đi cùng với một cái biển số cực khủng, thuộc một cái mẫu xe phổ thông nên cái dàn phụ tùng đồ chơi này cũng rất dễ tìm. Việc dọn một cái dòng quay 105 là không quá tốn quá nhiều công sức của người chủ, tuy nhiên để phối chúng lắp ráp với nhau là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng bản đồ dưới đây. Dàn áo được khoét cho mình cái kem màu xanh xi măng nhẹ nhàng nhưng rất là dịu dàng, cái tông màu phải nói rất hot. Khi xuất hiện trên những dòng clip 110 ở bên Thái, lập tức nó được nhiều tay chơi mô phỏng trên các dòng xe khác nhau, khiến cái thành một trong những cái mẫu là rất là đẹp. Cái đầu tiên chìa khóa thông minh để chiến mã an toàn hơn trước tình trạng trộm cắp như ngày nay. Tiếp đến show ra một cái phần biển số làm bao tay chơi phải thèm khác. Người chủ đã chăm chút rất là tỉ mỉ ở cái phần phía trước khi trang bị loạt đồ chơi hiệu sức như cái cụm thắng Rainbow Asset 19, cái bản Costar Costar ngoại hình khá đẹp đi cùng hiệu năng ưu biệt cũng như tăng thêm độ xa gần phần tay thắng chống gãy. Bên cạnh là bình dầu FS vàng làm chút điểm nhấn đầu bật con xe. Bên cạnh là cụm tóc Domino đen để cút ngắn hành trình xe được bay nhanh hơn. Tiếp đến ta thấy cái dầu heo được bấm ngắt chậu CC kết nối cái con heo của Rainbow Bridge 2 bit đối xứng, rất quen thuộc với anh em chơi xe hiện nay. Những chi tiết về phần đĩa thắng trước là những món đồ chơi thiệt đến từ Rainbow, có cái tên riêng là Oro, phải bắt thêm cái lòng CC thì mới bắt được cái đùm 4 lỗ truyền thống được. Phục sau Holden mình dò rời đi kẹp cái nấm chỉnh trên chân phục, giúp người dùng kiểm soát được hành trình đèn hồi chiếc xe theo ý muốn bản thân, tận dụng cái niềm nhâm Excel đen để làm cái sự thẩm mỹ và cứng cáp cho con xe hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.